Em Lê Hải Dương xin chào toàn thể quý chị và các bạn đang xem kênh mua bán trao đổi ô tô của bên Hải Dương. Mới nhất trong ngày hôm nay thì bên bức này về thêm một mẫu xe, một chiếc xe van anh em nhé, một chiếc xe van Mitsubishi. Đấy, và em cùng với anh chị và các bạn chúng ta sẽ lái trải nghiệm một cung đường cũng ngắn thôi để anh chị và các bạn cảm nhận được cái chiếc xe này nó chất như nào. Chiếc Mitsubishi thì được sản xuất năm 2001 và được mua mới một doanh nghiệp sử dụng đến bây giờ. Đấy. Và giá thì rất hợp lý thôi. Và em Đức sẽ cùng với anh chị và các bạn nhá. Một cái mẫu Mitsubishi này đi rất hay luôn. Vỏ cực mỏng anh em nhá. Mã vành tay này. Mitsubishi. Con này anh em nào mà chúng ta mua về đi chở rau dưa, hoa quả hoặc là chạy học sinh cũng rất ok nha anh em nhé. Có giá tiền nó chỉ vài triệu thôi. Đấy. Đấy, vô lăng hai chấu. Chiếc xe này một chủ từ đầu anh em nhé, một chủ từ đầu. Máy êm, cầm chắc, khuôn số nhẹ nhàng. Đấy. Thì tí nữa em Đức cùng với quý anh chị và các bạn sẽ khám phá cái mẫu xe Mitsubishi L300. Đây em Đức lái một tay luôn anh em nhé, lái một tay. Đấy, thật sự ra là lái xe, vừa lái xe mà vừa quay camera này là nó cũng không được chuẩn chỉ lắm đâu anh em nhé. Đấy, nó còn liên quan ra số vào số các bạn nhá. Xe này rất êm luôn, máy cực chất luôn anh em nhé, máy đại chất. Đấy. Sang đường không dứt khoát gì, rất là chần chừ luôn. Đấy, xe đỏ này sang đường dứt khoát. Êm luôn. Vỏ em này rất mỏng anh em nhé, cực mỏng luôn. Lái một tay rất là nhẹ nhàng, quay một đỏ luôn. Xe khá ok, kéo phanh tay lên. Đấy. Cái dòng này nó lồi đồng cuối đá luôn. Đấy, kính quay tay anh em nhé, kính quay tay rất nhẹ nhàng luôn. Đấy. Trước màn hình nhỏ của anh chị và các bạn, đây là một cái mẫu xe Mitsubishi L300 được sản xuất năm 2001 với phiên bản số sàn máy xăng. Và hiện tại với cái mẫu xe này thì đang được bên em Đức chào bán với giá là 58 triệu đồng
anh chị và các bạn muốn xem xe trực tiếp thì đến tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương hoặc ga Vũ Thái, Kim Thành, Hải Dương. Liên hệ trực tiếp em Đức qua số điện thoại là 0962 567089 để được kết nối Zalo trực tiếp anh em nhé. Và với mẫu xe Mitsubishi L300 này thì em Đức mới đăng kiểm ngày hôm qua xong. Đăng kiểm rất là dài luôn. Anh em chúng ta về đi thoải mái luôn các bác nhá. Tôn vỏ chiếc này cực mỏng luôn, máy đại chất. Đấy. Mitsubishi L300 biển Hà Nội. Một chủ từ đầu luôn. Đấy. Giá 58 triệu. Vỏ cực mỏng luôn anh em nhá. Với cái mẫu xe Mitsubishi L300 này thì hiện tại xe được đi 3 người. Và hàng hóa chúng ta chở được 1 tấn. Đấy. Thay một chiếc xe tải thôi. Máy con này cực chất luôn. Máy gầm chiếc này miễn bàn anh em nhé. Máy gầm con này chạy Bắc Nam Mô Tư. Đấy. Một dòng xe lồi đồng cuối đá luôn. Vì cái form xe này của nó là form 9 chỗ mới lại form 12 chỗ sau đây anh em ạ. Em cũng nghe láng thoáng là như thế. Khả năng là form này form 12 chỗ. Vì bản thân xe nó hơi dài. Xe thì rất đơn giản thôi, không có gì gồ ghề cả. Và em cùng anh chị và các bạn là sẽ khám phá mẫu xe Mitsubishi L300 này. Bên trong xem là nó có những cái gì anh em nhé. Tôn vỏ con này cực mỏng, keo chỉ zin anh em nhé. Keo chỉ zin luôn. Đây, công ty gốm Bạch Đằng anh em nhé. Tải bây giờ cho 1 tấn này. Đấy. Người thì cho 3 người. Mitsubishi N300. Keo chỉ zin, bảo hành cho anh em là xe không đâm đụng, không tai nạn, không thì kích anh em nhá. Đây, kính quay tay. Keo chỉ của nó đây các bạn ơi. Zin đét luôn anh em nhá. Keo chỉ zin đét luôn. Miễn bàn rồi keo chỉ. Vô lăng anh em ạ. Vô lăng đây. Đấy. Chiếc xe này là một xe van anh em nhá. Van. Ghế da rách rồi. Về may bộ ghế da này đi. Còn không để anh em là mua may đi cũng được. Da vẫn da xịn, da zin. Zin theo xe luôn anh em nhé. Đấy, ghế da zin được trang bị hai quạt. Quạt này bật coi như là mát lắm các bạn. Đây, kính quay tay anh em này. Cái loài lồi đồng cuối đá này thì quay mãi không hỏng anh em nhé. Đấy. Tôn vỏ mỏng dính luôn anh em nhé. Cực mỏng luôn. À, xe thì không có mục mọt gì anh em nhé. Rồi. Keo chỉ zin luôn. Rồi. Các bạn này nhìn này. Đấy. Nhiều con nó gọi là mục nát ra luôn. Keo chỉ đây các bạn này. Zin đét luôn anh em nhá. Đấy. Mitsubishi N300 này. Lốp dự phòng này. Lốp quả một quả lốp dự phòng anh em ạ. Đấy. Rất là chắc chắn luôn. Xe là bảo hành cho anh em không đâm đụng anh em nhá. Đây, các bác nhìn này, đinh tán của nhà sản xuất đây. Đây. Một cái mẫu xe, xe này em Đức vừa mua về xong anh em nhá. Đây, xe là bảo hành cho anh em không đâm đụng, không tai nạn, không thì kích. Máy êm, gầm chắc, cuốn số rất nhẹ nhàng các bác nhá. Máy con này chất miễn bàn luôn. Máy gầm miễn bàn. Đấy. Các bạn nhìn. Đi thì lực rất khỏe luôn anh em. Đi thì lực cực khỏe luôn. Xe là bảo hành cho anh em là không đụng đụng. Đây các bạn nhìn này. Cái keo chỉ của nó này. Nó bé như này các bạn. Đời 2001 thật, keo chỉ zin hết luôn anh em nhé. Đây các bạn. Zin hết luôn anh em. Đấy. Zin gì nhìn zin cái gì cũng zin. Đấy. Máy số thì chất miễn bạc. Bác nào gọi giờ cũng thông cảm tí gọi lại.
quay tay anh em nhé, kính quay tay. Keo chỉ đây, các bạn. Zin đét luôn. Kitsu L300 sản xuất năm 2001. Ghế da và may bọc cái bộ ghế da khác. Đấy, còn không để nguyên thì mà đi. Xe thay một xe tải rồi. Che nắng, che mưa, chở hàng, chở hóa, chở vợ, chở con, chở anh em ta đi làm. Các bác nhá. Đấy. Máy thì miễn bàn, bảo hành cho máy luôn. Máy chạy bác làm anh em nhá. Đấy. Đăng kiểm vừa đăng kiểm xong rồi. À các bác. Tháng 1 năm 2021. Dài miên man luôn. Keo chỉ zin. Đây anh em mà nhìn này. Keo chỉ đó này. Vỏ mỏng dính luôn anh em nhé. Một xe cực đẹp luôn. Hàng hóa là vô tư. Máy gầm con này miễn bàn anh em nhá. Đấy, máy gầm miễn bàn luôn. Đây cửa các bạn ơi. Các bạn nhìn. Tôn vỏ cực mỏng luôn anh em nhá. Máy con này miễn bàn luôn. Máy chất lừ. Anh chị và các bạn đang xem clip của em Đức thì nhớ cho em Đức một lượt chia sẻ và một lượt like. Bác nào mới xem clip của em Đức lần đầu tiên mà quan tâm những cái dòng ô tô cũ đã qua sử dụng và chất lượng bền bỉ thì nhớ bấm đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để cập nhật những cái mẫu xe mới nhất bên em Đức về trong ngày tháng. Và với cái mẫu xe Mitsubishi N300 này thì hiện tại bên em Đức đang chào bán với giá 58 triệu đồng. Anh chị và các bạn muốn xem xe trực tiếp và lái trải nghiệm cái mẫu xe Mitsubishi N300 này thì đến tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương hoặc cao Thái Kim Thành, Hải Dương. Liên hệ trực tiếp em Đức qua số điện thoại là 0962 567089 để được kết nối Zalo trực tiếp cho bác nhé. Và với mẫu xe Mitsubishi N300 này thì em cam kết và bảo hành cho tất cả quý chị và các bạn là xe không đâm đụng, không tê lạn, không tỉ kích, keo chỉ zin. Các bác nhá, máy chất luôn. Máy chất gầm chắc. Và sau đây em sẽ kết thúc video. Hẹn anh chị và các bạn những video clip sau. Vâng, em chào bác nhá.